Ok, tiếp theo video tập hợp thì mình sẽ hướng dẫn cách lắp giấy mực đối với cái máy Green 418B cộng này. Mời các bạn theo dõi và làm theo. Đầu tiên mình đã chuẩn bị sẵn những cái cuộn mực cũng như là trục thu và một cuộn giấy ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp giấy mực cho các bạn xem. Để mở máy thì các bạn nhấn vào hai cái nút bên cạnh máy này, hai bên. Nhấn vô mà, vừa nhấn và vừa mở lên luôn. Đó. Tiếp theo là mở Arduino. Các bạn nhấn vào hai cái thanh màu xanh này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp giấy trước. Đây là cuộn giấy của mình. Thì mỗi máy nó sẽ đi theo là một cái thanh giấy này. Các bạn lắp chiều như vậy. Để cái mặt lột keo ở trên nha. Rồi, chỉ cần để ok là được. Đây là khay. Okay, xong. Tiếp theo, bên dưới một là nó quan trọng nhất. Đầu tiên là cái canh giấy. Các bạn mở canh nó vừa cái cửa giấy của mình nha. Không được để lỏng quá như này là không được nè. Phải để cho nó cố định lại, không cũng không được chặt quá. Như vậy như ok. Tiếp theo đó là cảm biến. Các bạn phải để chuối cảm biến nó phải đặt bên dưới cổ giấy và bên trong cái tầm in của mình. Rồi, đó là lắp giấy xong. Tiếp theo là mình lắp mực. Đây là cuộn mực của mình. Thì một mối cuộn mực thì nó sẽ có hai mặt. Đó là mặt mực và mặt không mực. Thường thường đây là cuộn mực outside cho nên mặt mực nó lên bên ngoài. Rồi, cái khung dưới cái dưới này là để mình gắn trục cuộn mực lên. Sẽ gắn như này. Các bạn để ý nè, bên trong này là sẽ có cái đầu vuông trùng với cái đầu vuông của cái trục mực, trục nhựa này. Các bạn sẽ gắn chiều như vậy. Chú là để cái mặt mực nó tiếp xúc với giấy nha, là nơi dưới như vậy. Rồi, gắn cái bên đập bên này qua cho nó khớp với trục vuông được. Rồi, xong như vậy là lắp được trục mực. Tiếp theo là thu, nó cũng tương tự với trục mực nhưng mà nằm phía trên. Rồi, như vậy là được. Rồi, các bạn sẽ luôn cái giải mực lên trục thu. Cái vai trò trục này là để nó cuốn những cuộn mực in rồi. Rồi mình sẽ lăn để loại bỏ những cái cuộn cái giải mực đã hư, tránh ảnh hưởng đến cái chất lượng in tan của mình sau này. Rồi. Vậy là lắp mực xong. Tiếp theo thì cần đóng lại. Đó, để các bạn có thể sử dụng được máy in này. Vâng, vậy là quá trình lắp cái mực đã xong. Và trong quá trình thực hiện, các bạn có bất cứ trục trặc hay là vướng mắc gì về quá trình này thì hãy liên hệ đến công ty Tư Nhất Phật. Chúng mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Xin cảm ơn.